Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, từ đầu năm 2018, Đông được một người bác ruột tên Giang đang sinh sống ở Trung Quốc đặt vấn đề tìm kiếm phụ nữ châu Á đưa bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Mỗi trường hợp bán trót lọt, bà Giang sẽ trả cho Đông từ 20 đến 25 triệu đồng. Sau đó, Đông rủ Dũng cùng tham gia và hứa sẽ chia đôi nguồn lợi nhuận. Vì đang thiếu nhiều tiền trả các khoản nợ cá nhân nên Dũng đã đồng ý. Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng đã làm quen với ba cô gái ở tỉnh Đắk Lắk và một cô gái ở thành phố Cần Thơ, rồi hứa hẹn ngon ngọt sẽ nhận các cô gái này về trông coi cửa hàng điện thoại cho Dũng tại tỉnh Đắk Nông với mức lương hậu hĩnh từ 9 tới 10 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, khi bốn cô gái này đồng ý thì Dũng và Đông đã lên kế hoạch dụ dỗ các cô gái đi cùng ra tỉnh Lạng Sơn để mua các mặt hàng điện thoại. Sau khi đến nơi, Đông đã liên hệ và bán bốn cô gái cho bà Giang đưa sang Trung Quốc với tổng số tiền là 65 triệu đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục C-45 Bộ Công an để giải cứu được hai cô gái ở tỉnh Đắk Lắk. Hiện vụ việc đang được các đơn vị phối hợp điều tra mở rộng.